Thưa quý vị, với mong muốn tạo nên không gian mùa xuân tươi đẹp rực rỡ cho người dân và du khách, công tác chỉnh trang đô thị được Đảng bộ chính quyền huyện Xuyên Mộc chú trọng. Khoác áo mùa xuân vui tươi, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc càng thêm vững tin xây dựng Xuyên Mộc phồn vinh thịnh vượng ở năm mới hành trình mới. Vườn hoa công viên bờ hồ Xuyên Mộc đã nở bông khoe sắc. Những bông cúc mùa xuân đỏ tím như nàng xuân e ấp, tinh tế thu hút mọi ánh nhìn. Dưới tiết trời xuân dịu mát, vườn hoa công viên bờ hồ trở thành tâm điểm du xuân check-in, chụp hình của nhiều người. Con rất thích bờ hồ Xuyên Mộc vì ở đây có nhiều hoa và những chú mèo xinh xắn. Khung cảnh ở đây rất là đẹp và du khách ở mọi nơi đến cũng rất là đông. Gia đình mình cũng vậy, có dịp để mà con cái đi học xa về đoàn tụ và gia đình bên nhau trong những ngày Tết và đi với nhau chụp những tấm hình rất là đẹp ở huyện của mình. Và mình rất là tự hào về Xuyên Mộc. Đường hoa xuân với chủ đề Xuân phồn vinh, Tết thịnh vượng trước cổng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện được tạo hình ấn tượng từ gần 47.000 chậu hoa khác nhau. Những mô hình mèo xinh xắn, tươi vui, gian hàng ông đồ hay cung đường hoa mai rực rỡ được nhiều người dân du khách lựa chọn để lưu lại những khoảnh khắc mùa xuân tại huyện Xuyên Mộc. Năm nào ở Xuyên Mộc mình làm đường hoa cũng đẹp hết, năm nay vẫn đẹp. Năm nay trang trí rất là đẹp, đặc biệt là mấy chú mèo rất là dễ thương luôn. Em là một người con đi làm ăn xa xứ về và khi về thấy Xuyên Mộc có một cái sự đổi mới, rất là trẻ trung và làm cho em cảm thấy rất là yêu Xuyên Mộc. Người Việt quan niệm năm mới có thuận lợi hay không phụ thuộc vào những ngày đầu năm. Vì vậy mà nỗ lực tạo ra những cảnh sắc tươi đẹp trong dịp Tết vừa là để người dân có thêm điểm vui chơi, quảng bá hình ảnh địa phương, cũng vừa đặt kỳ vọng một năm nhiều sắc màu tốt đẹp hơn. Khoác áo mới đón xuân, Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Xuyên Mộc thêm phấn chấn, vững tin, bứt phá trong hành trình năm 2023. Xuân Mộc kỳ vọng rằng những dự án dưới tán rừng sẽ được khởi động. Đồng thời những cái dự án mà đang tạm thời dừng hoặc là những cái dự án có vấn đề và vướng mắc chậm triển khai về pháp lý thì trong năm 2023 sẽ được tái khởi động lại. Theo đó để huyện Xuyên Mộc có thể có những cái loại hình đa dạng từ du lịch dưới tán rừng, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch những cái loại hình du lịch khám phá thì tôi cũng hy vọng rằng là năm 2023 là một cái năm bản lề và năm bứt phá để có thể đánh dấu một cái thời kỳ du lịch phát triển rực rỡ của Xuyên Mộc.